Sẽ ra sao nếu với bạn tình yêu là một thứ khổ đau? Chúng ta được sinh ra để chịu khổ, và tình yêu là một trong những gia vị trong bể khổ đó. Có người nói đích đến của tình yêu là hôn nhân. Có người tin tình yêu là sự hoa mỹ của bản năng duy trì nòi giống. Có người không tin vào tình yêu. Hờ mang chúng ta vào thế giới của Joker, nhưng với ngoại hình của Mario, làm một công việc vô cùng lạ lùng, nhưng không phải là viết nhạc cùng Vũ, mà là viết thư tình thuê ở một công ty không phải là The Reviewer. Joker, tên nhân vật chính, trở về nhà trong một góc máy dài và âm nhạc du dương thể hiện sự mệt mỏi về cả thể chất lẫn tâm hồn. Anh bước xuống thang máy, an thai mọi thứ trừ cái tai nghe của mình. Lê những bước chân nặng nề, Joker cuối cùng cũng về đến nhà. Anh tiêu hóa đồ ăn, đánh điện tử, rồi nằm xuống giường như bản năng của một loài động vật bậc cao, nhưng chưa thể ngủ được. Ký ức dày vò anh, như những người ăn phở bò dày vò quả chanh. Ký ức về người vợ cũ, anh đã từng hạnh phúc. Anh bê ghế cho cô, anh thơm cô, anh duy trì nòi giống với cô, anh ngắm cô ngủ. Joker nhận ra mình không thể ngủ. Anh dùng Tinder Voice tìm kiếm vài cô nương cũng đang mở mắt thao láo trong đêm. Sau một vài sex talk, thú tính của anh cuối cùng cũng làm nguôi ngoai được cái lỗ nhỏ xíu nơi trái tim và để yên cho anh ngủ. Sáng hôm sau, anh đến một cửa hàng công nghệ với một giọng nói đang luyên thuyên về những triết lý nhằm marketing cho khả năng thần thánh của trí tuệ nhân tạo, thứ mà họ bán ở đây. Anh mang về nhà hệ điều hành OS One và giống như Siri, sau một vài câu hỏi xã giao, một giọng nữ xuất hiện, tinh tế và dịu êm, đó là Black Widow. Nhưng ở đây cô là máy tính, à không, là trí tuệ nhân tạo trong một chiếc máy tính. Anh ăn cơm chưa? Black Widow nhưng tên Siri hỏi. Anh ăn rồi, nhưng không chắc đó là cơm. Em biết tại sao anh độc thân rồi, anh chỉ cần người nói chuyện thôi. Vậy tại sao anh lại đang cương? Vợ anh bỏ anh rồi. Thì lấy vợ mới, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Nhưng anh có thể nghĩ đơn giản mà. Em không phải con người sao em có thể hiểu được chứ? Anh vẫn đang cương. Sao em có thể nhìn được đũng quần của anh vậy? Mắt em ở đâu? Nút tăng volume à? Em vừa đọc hết cuốn Đàn ông cần tình dục, đàn bà cần tập thể dục. Em nghĩ anh nên mua dâm ở Trần Duy Hưng, D, Cầu Giấy, Hoàng Ngân. Em xin lỗi. Em nghĩ là anh cần một người hiểu mình. Và từ đó, Siri trở thành tri kỷ của Joker. Anh trò chuyện với cô về mọi thứ, từ việc đi ỉa đến công việc, và rồi là cả những bộn bề trong tâm hồn đã tan vỡ. Cô làm anh cười. Anh có một người bạn tên là Lois Lane. Lane đang rất hạnh phúc, nhưng ánh mắt của cô lo lắng cho Joker. Cô sợ anh sẽ mãi mãi mắc kẹt trong cuộc sống cô đơn này. Joker ngày càng thân thiết với Siri. Đúng như cô nói, cô ngày càng tiến hóa và trở nên con người hơn. Bùm, một nhân vật trong trò chơi xuất hiện. Ê, chỉ anh tán gái coi. Viết từ tình tuê mà hỏi cách tán gái không nổi. Phụ nữ bảo anh nguy hiểm. Anh là ô tô tải à? Con gái giống cơ bắp, phải kiên nhẫn. Nhìn em ngu ngu mà khôn nhở. Còn nói chuyện như vậy thì đi mà yêu cái máy tính. Câu nói tưởng như bông đùa của thằng khốn giả lập đã khiến cho Joker bối rối. Siri tâm lý tự setup một buổi hẹn hò cho Joker. Anh có vẻ do dự nhưng cuối cùng cũng vẫn đồng ý. Lois vô cùng vui mừng khi biết tin này. Cô có một ý tưởng về sử dụng trí tuệ nhân tạo nhưng không tự tin với nó. Những rạn nứt bắt đầu le lói. Siri gọi tới. Những ký ức về vợ cũ lại hiện về. Tối hôm đó, Joker lại mất ngủ. Anh gọi Siri, than thở với cô về trái tim tan vỡ của mình. Và tất nhiên, Siri thừa sự thấu hiểu để an ủi anh. Tình cảm giữa một người, một trí tuệ nhân tạo thông minh, có khả năng trò chuyện dần phát triển. Anh đưa Siri đi khắp nơi, hai người nô đùa với nhau. Joker vừa nhắm mắt vừa cười. Tối hôm đó, buổi hẹn hò diễn ra. Trông đẹp em nhở? Đang ngồi trong nhà mà ăn. Anh thích cái áo của em. Áo fake à? Vui tính đấy anh ơi. Hàng rep 1.1 anh à. Có ai vô tình khen anh vô duyên chưa? Hay là đi về đi. Nhưng sau đó hai người đá lưỡi nhau. Cô nàng xinh đẹp sờ xuống hạ bộ của Joker và nhận ra tuyến tiền liệt của anh đang hướng về cô. Tức giận, nàng bỏ về. Và đó chính là nguyên nhân khiến Joker điên loạn về sau. Đêm hôm đó, cơn hỏ ni giày vò anh. Và một chuyện kinh khủng tởm đã xảy ra. Anh đã quan hệ tình dục với Siri bằng mồm cả đêm. Hai người hòa vào nhau trong ánh đèn của thành phố. Họ đắm say trong tình yêu mới, nhưng Lois thì không được như anh. Có vẻ như sau khi rời xa Superman, cô đã không thể tìm được ai lấp đầy khoảng trống. Thật ra mối tình của cô cũng tan vỡ như cách mà vợ của Joker bỏ đi. Đó là sự kiểm soát, không yêu đối phương vì họ là chính họ. Luôn luôn mong người đó trở thành một hình mẫu nào đó. Cô dần trở thành giống hệt chàng cười khi đắm chìm vào thế giới ảo và công nghệ. Joker đi gặp lại vợ cũ và không để mọi người thất vọng. Họ chỉ cần mất vài phút để có thể quay lại cãi vã. Cô thất vọng khi chồng cũ của mình đang trong một mối quan hệ với cái máy tính của anh ta. Thật đáng thương. Anh đang hẹn hò với cái máy tính à? Ít nhất thì cô ấy không ỉa trên giường. Mối quan hệ của Joker với cái laptop có bước tiến mới. Siri cảm thấy có lỗi vì không có cơ thể. Cô muốn truyền ý thức của mình vào một cô gái để có thể yêu Joker một cách đúng nghĩa. Buổi nhập xác diễn ra, chàng Joker lúng túng, có gì đó không đúng, nụ cười đầy trào phúng. Hàng này chỉ để cúng.
Sự kỳ cục được đẩy đến đỉnh điểm khi anh sờ ti cô, rồi giúp cơ nhận ra mọi thứ không hoạt động như vậy. Thứ duy nhất chân thật ở đây lúc này là tuyến tiền liệt của anh. Hai người cãi nhau, anh đổ lỗi cho Siri về cảm giác kỳ cục này. Anh nói về việc cô không phải con người, nhưng thật ra tự nhắc nhở bản thân mình về điều đó. Cuối cùng giúp cơ cũng nhận ra là anh hãm tiêu chuẩn kép, lúc nào cũng thích áp đặt và sắp đặt người khác. Hai người hiểu nhau hơn, nhưng có một điều giúp cơ không hiểu, đó là dấu anh xấu vơ lơ. Cạo đi! Mối quan hệ của họ không còn là tình yêu, Siri đang tiến hóa. Và rồi ngày đó cũng đã đến, Siri đã có những update cho phiên bản iOS 16. Không chịu được nỗi đau người mình yêu đang bị update, anh chạy toán loạn lên tìm cô. Nghe hơi sai nhưng mà cũng được. Và ở tai nghe bỗng vang lên một giọng nói. Siri nói với anh rằng cô đang trong 8360 mối quan hệ giống như anh. Anh hề mắt thao láo, trái tim lao đao. Sau đó đi tắm, anh vật vờ nhưng không phải làm công nghệ, nhìn ra ngoài cửa sổ như cách người thất tình hay làm. Cuối cùng anh nhận ra tình yêu là chấp nhận những gì thuộc về đối phương, miễn họ được vui và là chính mình. Anh đau lòng vì mình luôn yêu sai cách. Không, là thật ra anh chưa hề biết cách yêu một người. Và giờ anh được một hệ điều hành dạy điều đó. Anh lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Đấu mát phim tài trợ bởi Arrowindow à? Bộ phim kết thúc với nhân vật chính lên sân thượng, nhưng không phải để làm một điếu, mà là chiêm nghiệm về tình yêu. Anh yêu em, dù em có ở hình thái nào, anh chấp nhận mọi thứ về em, sẽ dịu dàng với mọi quan điểm, bao dung với mọi sai lầm. Hãy luôn vui vẻ em nhé. Nhưng đờ mờ đứa nào chia tay làm chó.